Vâng, xin phép một tí xíu nữa tôi sẽ chiếu cho quý vị xem cái giấy chứng nhận đó. Dạ thưa, câu hỏi kế tiếp xin được hỏi là cái chức năng của ban tổ chức và các thành viên như thế nào để có thể làm cho hội thực hành được những cái chỉ định mà mình đưa ra. À, chức năng thì trong hội tác quyền thanh tra có hai hai phần. Phần chính là ban điều hành, tức là em với anh Lý, và song song là có ban cố vấn. Thì trong ban cố vấn thì Linh Mục Nguyễn Hùng Cường, rất là tiếc bởi vì sức khỏe không cho phép ngài có mặt hôm nay, thì ngài là vừa là linh mục linh hướng và cũng là linh mục trong ban cố vấn, và Lê Mục Mi Trầm nằm trong ban cố vấn và anh Huỳnh Minh Kỳ cũng nằm trong ban cố vấn, bởi vì chúng tôi phải có 5 người. Đó, 5 người đẻ và số lẻ, nếu có biểu quyết của gì đó thì không bị đánh lộn nhau. Đó thì đó là chia rõ ra bên ban điều hành là em với anh Lý và bên ban cố vấn là em vừa nêu tên. Chức năng thì đương nhiên là em là hội trưởng, anh Lý là hội phó, và những cần cái gì thì anh em đương nhiên là mang mang tuy nói vậy thôi, mà thật sự quý vị thấy rằng anh sinh đôi thì không ai hơn ai, nó cũng cũng đều ngang nhau, tất cả chức năng đều 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 ngang nhau, đều có tuy hai nhưng mà vẫn là một, anh em tuy vậy thôi nhưng mà vẫn là một ý tưởng nhất á, chứ không phải là hai đâu đó. Nhưng mà đồng thời chúng em muốn có ban cố vấn là để có những khách quan, là vị linh hướng và những vị cố vấn là linh mục đã có kinh nghiệm rồi, có những cái ý kiến khách quan ở bên ngoài nhìn vô đóng góp cho hội được, nói chung là để được làm tất cả mọi cái nó đều mang tính cách khách quan mà không hề đến chủ quan đến ban điều hành đó. Thì đó là cái lý do mà quý thấy đó, là phải phân biệt ra hai cái chức năng khác nhau, ban điều hành và ban cố vấn. Thì trên màn hình quý vị thấy anh Savio đã cho quý vị thấy cái chứng thư là của bên chính phủ Na Uy họ cấp cho cái giấy phép và cái số của hội tác quyền thanh tra được chính thức hoạt động đó. Cảm ơn Savio nhiều. Vâng, dạ xin cảm ơn anh Huỳnh. Chắc quý vị cũng nhớ là một vài tháng trước đây cũng có những chuyện lùm xùm, có những tiếng nói ra vào về hội tác quyền thánh ca. Có lẽ là vì hội tác quyền thánh ca chưa chính thức giới thiệu, đã đi vào hoạt động nhưng chưa được chính thức giới thiệu đến quý vị. Và đó cũng là mục đích của ngày hôm nay. Chúng tôi ra mắt tất cả mọi người để mọi người có thể biết được gương mặt của quý vị trong ban điều hành, và tiếp sau đây là chúng tôi sẽ nói thêm nhiều về những cái hoạt động của hội để cho quý vị được hiểu hơn. Dạ kính thưa các nhạc sĩ, tôi thích nghĩ là cái câu hỏi đầu tiên mà các nhạc sĩ có thể chia sẻ được là khi mà các tác giả tham gia vào hội như vậy đó thì họ được những quyền lợi gì? Trong cái nội quy thì có nói, và tiện đây Huỳnh cũng nói luôn, sau chương trình thì anh Savio sẽ nói vấn đề chi tiết. Thì quý vị tạm thời thì trước mắt quý vị có thể vô cái trang thư viện âm nhạc, thì Huỳnh đã mở ra cái mục ở bên cái phần left menu đó, left menu thì bên trái rồi cuối cùng nó có cái phần là hội tác quyền tân cao, nó mở ra trong đó có nội quy, có thư ra mắt và có biểu giá của tác quyền thanh ca. Thì trong nội quy cũng có nói rất rõ ràng về cái vấn đề mà cái quyền lợi của hội hội viên đó. Thì hội viên á, thì quý vị đầu tiên quý vị biết rằng là quyền lợi của tác giả là gì, đó là những quyền lợi nhân thân. Quý vị là cái người cha đẻ hoặc là mẹ đẻ ra chính những tác phẩm thiêng liêng về tinh thần của quý vị đó. Thì cái việc đầu tiên của hội muốn làm đó là đăng ký các bản quyền, đăng ký bản quyền tất cả các tác phẩm của hội viên với cơ quan COSUN, đó là cục bản quyền của bên Mỹ, là để họ lưu trữ tất cả những cái bài hát của quý vị đó hợp pháp. Và Huỳnh xin nói rõ thêm một điều nữa, đây là hội tác quyền tân ca đăng ký để bảo vệ và lưu trữ, chứ không hội không có độc quyền và hội cũng không đánh bản quyền một một ai.
Tại vì có nhiều quý vị rất là hoang mang, là bởi vì cái hội này là nghĩa là sao, hội có bảo vệ hay là hội sợ đăng ký vô bản 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 quyền nói á, thì cái hội này nó sẽ đi đánh cái bản quyền những cái chương trình livestream của Thanh Lễ mà quý vị đã thấy rất là nhiều trường hợp đã xảy ra trong thời gian Covid vừa qua. Nhưng mà chứng có quyền hoàn toàn không phải làm như vậy. Chức năng của hội mục đích là đứng lên bảo vệ, tại vì chúng ta phải có pháp lý, chúng ta phải bảo vệ những tác phẩm đó của chúng ta với một cơ quan pháp lý hợp lý, để khi có bất cứ tranh chấp gì về pháp lý thì cơ quan COSUN sẽ qua gián tiếp cơ quan kiện tụng là CCB, họ sẽ can thiệp vào để lấy lại quyền lợi ai là người chủ nhân và chủ sở hữu của tác phẩm đó của quý vị. Thì cái đó là cái đầu tiên là đăng ký bản quyền. Cái thứ hai là truy thu tác quyền. Truy thu tác quyền như mình đã nói lúc nãy là chỉ có liên quan tới kinh doanh và thương mại mà thôi. Huỳnh xin nói rõ nha, chỉ liên quan tới kinh doanh và thương mại mà thôi. Tất cả những vấn đề khác phi lợi nhuận trong phụng vụ gì đó hay là hát mà gây quỹ gì đó, từ thiện gì đó, nó tóm lại không có kiếm tiền thì quý vị không cần phải lo lắng gì vấn đề tác quyền gì cả nha. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là để bảo vệ tất cả những cái file beat bản phối cho những nhạc sĩ trong tương lai chúng ta có những cái phát triển, tí anh Lý sẽ trình bày ở phần sau. Thì đó là những cái mục đích mà anh em muốn phát triển độc đáo để bảo vệ tất cả những cái bản quyền dựa trên tác phẩm và dựa trên những cái file nhạc beat mà gọi nôm na là karaoke đó, thì cần phải có những cái sự bảo vệ nó nghiêm túc như thế để không bị lạm dụng ở bất cứ một một cái môi trường nào mà cái người đăng lên với cái chủ đích là kiếm tiền và thương mại đó. Thì đó là cái mục đích của hai anh em muốn làm ra, đó là ba mục đích chính. Đó. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Huỳnh. Qua cái câu trả lời của anh đó, thì tôi lại nảy ra một cái câu hỏi nữa. Đó là đối tượng nào sẽ phải trả cái tác quyền đó? Anh có nói sơ sơ là làm kinh doanh, nhưng mà tôi lấy ví dụ nhé. Một một người yêu mến một cái bài thánh ca đó, họ tự đàn, họ tự hòa âm, rồi họ bỏ lên kênh YouTube của mình. Rồi họ bật lên cái chế độ mà thu nhập của từ YouTube, thì như vậy có được gọi là commercial, tức là làm kinh doanh hay không, và có bị đánh tác quyền hay không? Vấn đề em trả lời bây giờ nó, nếu anh hỏi hôm nay thì em trả lời hôm nay, thì phải nói rằng cái câu trả lời nó rất là phức tạp ở chỗ này. Như trước đây tất cả những ai đã từng tạo kênh YouTube và kênh của họ đã chính thức đạt những chỉ tiêu để được chính thức kiếm tiền á, thì nó đòi hỏi hai yếu tố. Thứ nhất là đạt đến 4.000 giờ xem và 1.000 lượt đăng ký, thì lúc đó nó mới chính thức dán những cái quảng cáo vô những cái video mà chúng ta đăng lên cái nội dung kênh của chúng ta. Nhưng mà ngày nay thì tự nhiên automatic chưa đủ hai tiêu chuẩn đó, YouTube nó vẫn dán quảng cáo vô như thường. Vậy thì câu trả lời câu hỏi là làm thế nào để phân biệt được kênh đó có kiếm tiền hay không trên cái video đó? Đó là một một cái vấn đề khá nan giải và khá là hóc búa. Vậy thì chúng tôi đành phải đi đến một cái giải pháp duy nhất, có lẽ là duy nhất và đúng nguyên tắc của làm việc, đó là gì? Đó là giấy trắng mực đen. Bây giờ trở lại cái câu trả lời của anh Savio, ví dụ anh đã đưa đơn như vậy, vậy thì cho dù cái kênh của chủ kênh đó họ họ hát đàn hát, họ bỏ lên kênh, mặc dù trong lòng họ họ không có cái ý gì là kiếm tiền gì cả, chỉ là phổ biến thôi. Em nói ví dụ đơn giản hơn nữa, có nhiều nhiều ca đoàn họ cũng đề cập và nói là không, ca đoàn em chỉ hát post lên để mà lưu lại những cái khoảnh khắc kỷ niệm đó để bỏ lên kênh cho ca đoàn em mà thôi, không có kiếm tiền gì cả, không sao, cái đó không sao cả. Nhưng mà bây giờ nếu mà đi vào chi tiết, vậy thì một ngày nào đó mà ví dụ họ có ý định kiếm tiền thì sao? Tuy trước đây họ đã xin phép mình rồi, mình nói không sao cả, nếu không kiếm tiền thì không sao cả. Bây giờ thì lúc đó họ nói bây giờ nó cảm thấy nhu cầu cần, họ cần kiếm tiền, thì lúc đó họ có thể họ xin phép là báo cho hội tác quyền biết là ok bây giờ cần cần của hội ca đoàn em hay là cần của cá nhân của người đó họ chính thức kiếm tiền, hoặc
đó là rất là dễ dàng ha. Cái đó là chúng ta không nói nhiều, tại vì họ xin phép và họ 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 tự ý họ muốn liên lạc với hộ tác quyền để thông báo và có cái ý là hợp tác. Còn đặt ra những câu hỏi, có những người họ khăng khăng họ nói là không, cần tôi không kiếm tiền, mà ví dụ thực sự trong đó họ kiếm tiền thì sao, hoặc YouTube chả kiếm tiền thì sao. Vậy thì hộ tác quyền đành phải có một bằng chứng. Tất cả chúng tôi làm việc trong tác quyền thân ca đều dựa trên giấy trắng mực đen, không nói suông được, nhưng mà tất cả mọi thứ đều bằng chứng. Giống như chúng tôi đã từng gặp phải, có nhiều người đặt câu hỏi của hộ tác quyền thân ca có hợp pháp hay không, có pháp lý pháp nhân hay không. Thì chúng tôi hôm nay chính thức ra mắt, chúng ta phải trình bày cái giấy đó cho quý vị thấy, đó là chúng tôi chính thức được phép làm như vậy. Thì quý vị cũng vậy, quý chủ là chủ cân thì khi đề cập tới vấn đề tác quyền hoặc là về quảng cáo như vấn đề trình bày nó phức tạp cái đó, thì đành phải có một cái tờ giấy chứng nhận hoặc là một cái screenshot của tất cả những doanh thu của cân đó trong suốt một năm qua. Đó là cái chứng minh ok, nếu cân hoàn toàn không có gì dính líu tới, tới kinh doanh thương mại thì hộ tác quyền sẽ không đề cập tới. Nhưng mà nếu cân đó mà có doanh thu thì tự nhiên là nó sẽ đi vào cái luật của tác quyền. Thì tại vì cái đó là bổn phận của hộ tác quyền thân ca, là bảo vệ tất cả những cái quyền lợi của các tác giả, trong đó là mục thứ hai là mục truy thu tác quyền đó. Thì cái đối tượng anh hỏi đối tượng là đối tượng nào, thì đối tượng thì tất cả là không phân biệt một ai. Đây 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 em nói một vấn đề rất tế nhị nhé, ngoài những cái vấn đề có những đối tượng thì rất rõ ràng, nhưng mà có những đối tượng là nó không trực tiếp mà nó gián tiếp. Em nói ví dụ như là các quán cà phê, những nhà hàng hoặc những cái cơ sở mà họ như một tiệm cắt tóc hay gì đó, họ không có trực tiếp là họ chọn bài hát đó họ thu âm để họ kiếm tiền, nhưng mà có nhiều người họ không biết được cái luật ở bên Tây Phương nó rất chi li và rất chi tiết và rất rõ ràng ở chỗ này. Tuy anh mua cái CD của tôi về, ví dụ em ăn kỳ thực hiện một CD cho con khát khao, họ mua về, nếu họ chỉ nghe ở cái bối cảnh trong nhà hay trong xe để nghe mà cầu nguyện hay giải trí gì đó thì nó không sao, nhưng mà đây họ lại dùng cái CD đó để họ bật lên trong những cái quán của họ, cái cơ sở thương mại của họ, thì nó lại là một vấn đề khác, nó lại liên quan tới kiếm tiền. Bởi qua cái nhạc đó nó nằm ở trong một cái bối cảnh là cái nhà hàng, cái nhà hàng thì kiếm tiền mà, ở tiệm cắt tóc kiếm tiền mà, quán cà phê kiếm tiền mà, thì tất cả những cái bên này luật tác quyền là của Tây Phương nó sẽ quy định ra tất cả những cái khoản của những cái bài hát được sử dụng để tất cả các chủ cơ sở thương mại đó automatic là họ sẽ phải liên lạc với cái cục tác quyền. Thì bây giờ liên quan đến nhạc thanh ca thì có hộ tác quyền thanh ca để tất cả quý vị có thể liên lạc được để mà làm việc với chúng tôi, và chúng tôi phải có bổn phận để bảo vệ những quyền lợi đó cho các tác giả thanh ca. Đó là xét theo luật công bằng và nguyên tắc của quốc tế, nó rất là tế nhị và rất là chi tiết thế đó. Thì đó để câu trả lời để cho anh view thấy rằng nó liên quan tới rộng rãi lắm, rất là nhiều mảng mà trong tương lai hội tác quyền tất cả sẽ dần dần trình bày và làm việc đến cho tất cả quý vị thấy rằng là không phải những trung tâm như Thuy Nga hay là Asia hay là này nọ kia, hoặc là tất cả các chủ kênh YouTube mà không, nó không phải chỉ có đơn giản như vậy, hoặc là các ca sĩ chọn những bài thu âm rồi bỏ lên kênh của mình, hoặc là những ca sĩ mà là đi hát những cái show mà thanh ca mà có cát xê, đó là một vấn đề cũng 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 khá nóng bỏng nữa, cũng khá rất là tế nhị trong chuyện đó nữa. Thì trong tương lai tất cả những cái đó là đều nó nằm trong cái quỹ đạo của tác quyền thanh ca liên quan tới thương mại và kinh doanh, và có cát xê có tiền bạc là đều liên quan tới tác quyền đó. Thì em xin trình bày vắn tắt cái với anh Savio như vậy. Vâng, và thưa để tiếp lời của anh Huỳnh, tôi có một cái kinh nghiệm nhỏ này cũng xin chia sẻ với quý vị. Cách đây khoảng chừng 7 năm về trước, tôi có làm phóng viên cho địa phận của tôi, tức là địa phận ở Seattle. Thì tôi đi quay một cái hội chợ của một giáo xứ để đăng video lên cho một website của địa phận. Thì khi tôi đăng thì tôi lấy một cái bài ở trên YouTube. Lúc đó thực sự ra cái vấn đề YouTube và những cái quyền hạn này kia nó không có nó không có chặt chẽ như bây giờ, và thực sự ra tôi cũng có cái tính Việt Nam, tức là thấy những bài hát về Đức Mẹ hay về Chúa mà tôi thích á, thì tôi lấy tôi lồng nó vào cái video đó và tôi
gửi lên cho địa phận, thì họ gọi tôi ngay, họ nói là anh cái bài hát này là của ai, thì tôi nói là của người tác giả tôi biết, và họ nói là như vậy thì bài hát này anh lấy ở đâu, thì nói là ồ tôi lấy ở YouTube, thì họ hỏi là thế anh đã có xin phép tác giả chưa, nói là tôi rất muốn xin phép nhưng mà tôi không biết tác giả bây giờ đang ở đâu, nhưng mà là một vị linh mục rất nổi tiếng và tôi biết chắc chắn là vị linh mục này cho phép dùng những bài hát của ngài, thì họ nói là anh có thể ráng tìm được và xin được phép trên giấy tờ không là cho phép sử dụng cái bài đó. Thì tôi nói là không thể, bởi vì thực sự tôi không biết vị linh mục ra đang ở đâu. Thì họ nói với tôi rằng nếu mà không xin phép được thì dù có biết là được quyền sử dụng thì chúng tôi cũng không thể nào dùng cái bài đó để lồng vào trong cái video. Và cuối cùng thì tôi phải dùng một cái bài hát của nhạc sĩ Trần Đăng Tuấn, tức là một người bạn của tôi cũng ở thành phố Seattle này, thì anh cho phép và từ đó tôi mới được sử dụng cái bài hát của anh, một cái bài phối đàng hoàng rất hay trong cái video clip đó. Cho nên xin để tiếp lời của anh Huỳnh, cái lý do là tôi không biết người tác giả đâu ở đâu, hay là tôi không làm sao liên lạc được, nó không phải là cái lý do trên pháp lý để mình có thể nói là ồ tôi có thể sử dụng cái bài hát của người ấy bất cứ lúc nào. Và anh Huỳnh à, nếu mà tôi không lầm đó thì là đây cũng là một lý do tại sao hội Tác Quyền Thánh Ca ra đời, tức là một cái cầu nối phải không cơ, tức là một người sử dụng một cái bài hát của một một thành viên trong hội Tác Quyền Thánh Ca, thì thay vì đi tìm người tác giả đó ở Việt Nam, ở châu Âu, ở Mỹ, ở Úc, mình không biết ở đâu, thì cứ qua hội Tác Quyền Thánh Ca là có thể xin được cái phép đó phải không ạ? Đây là vấn đề qua cái hội này thì nó làm đơn giản hóa lại tất cả những cái khâu liên lạc. Em nói ví dụ, tại vì chính em là cái người đã như anh Lý nói lúc đấy đó là lo cái trang thư viện âm nhạc, thì em chính là cái người liên lạc với rất nhiều tác giả thân ca, trực tiếp những tác giả đó gửi cho em hoặc em nên chủ động liên lạc, thì em cũng có biết được những cái cách sống và cái suy nghĩ cũng như là cái tâm thức của những vị thân ca đó. Có những vị rất là ẩn giật, quý vị rất là khiêm tốn, quý vị rất là kín đáo, điển hình như Sơn Trầm Hương nhà chúng ta kiếm rất khó, không phải dễ, nhưng mà nếu anh nói bây giờ để làm sao liên lạc với tác giả đây, xin phép đây, thì qua cái trung gian này hội là cái người có những thông tin đó, và ngay cả và xin Huỳnh cũng xin trình bày rõ ràng luôn nhé, không phải cái gì Huỳnh có Huỳnh cũng có thể hỏi là xin Huỳnh cho, nhưng mà Huỳnh phải được phép của tác giả đó, đúng luật 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 của quốc tế là khi mà Huỳnh cung cấp một cái thông tin cá nhân nào đó cho bất cứ người thứ ba, Huỳnh phải được phép đồng ý của người thứ hai. Ví dụ như Sơn Trầm Hương có một ca sĩ nào đó muốn 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 muốn, muốn thực hiện tác phẩm nào đó của Sơn, thì Huỳnh muốn xin thông tin để liên lạc, thì Huỳnh là cái người phải liên lạc với Sơn trước, hỏi kiến Sơn cho phép không, thì Huỳnh mới được phép cho phép thông tin nó đi đi kế tiếp người đó, chứ không phải tự nhiên mà Huỳnh cho được. Đó là cái nguyên tắc làm việc của Hội Tác Quyền Thánh Ca sẽ là như vậy đó. Thì để làm đơn giản hóa lại làm sao, có nghĩa là để cho tất cả chúng ta khi sử dụng những cái bài hát với mục đích thương mại và kinh doanh trong tương lai đó, để thay vì quý vị phân vân không biết liên lạc với tác giả làm sao đây và thậm chí rất là khó liên lạc, thì qua hội đó là một cái nhịp cầu như anh Savio nói, là để kết nối lại, làm đơn giản lại tất cả những cái khâu liên lạc đó, và có thể hội có thể là trực tiếp để mà thương lượng và làm nhịp cầu để mà nối kết giữa tác giả và những người sử dụng cho nó dễ dàng hơn đó. Thì đó là cái mà mục đích của hội, là nó có nhiều cái lợi thế là cho đó, để tất cả mọi người chúng ta tập trung về quy về một mối, tất cả mọi thứ nó được đơn giản lại, đã phức tạp hơn, và tất cả mọi thứ chúng ta trước đây chúng ta đã làm nó mang tính cách là rất là tự do, rất là vô tư, thì bây giờ nó trở thành một cái nề nếp đó. Nó cái nề nếp nó đi vô một hệ thống và những cái quỹ đạo, còn gọi là quỹ đạo của tác quyền, tất cả mọi thứ nó được lớp lang tổ chức rõ ràng, đâu đó có quy củ hơn, giống như Huỳnh đã trình bày ngay lúc đầu, bởi vì Huỳnh được hấp thụ và được sống ở một nơi có trật tự nề nếp đâu đó, với tính cách sống của Huỳnh cũng như thế, con người Huỳnh như thế, và Huỳnh muốn là thánh ca chúng ta, đặc biệt thánh ca
là có cần có một hệ thống như thế để bảo vệ những cái quyền lợi đó cho tất cả các tu sĩ nam nữ cũng như tất cả các tác giả thánh ca mà bao nhiêu lâu nay bị thiệt thòi khá nhiều. Tôi nói thẳng từ đó, bị thiệt thòi khá nhiều. Thì rất mong là qua cái sự kiện này và Hội Tác Quyền Thánh Ca sẽ cố gắng làm bao nhiêu có thể để bảo vệ, và cũng rất mong rằng là những người sử dụng Thánh Ca với mục đích thương kinh doanh và thương mại như mình nói, hợp tác với hội để chúng ta cùng tôn trọng tác giả, bởi vì tác giả là cái gốc tất cả mọi thứ. Ca sĩ sử dụng bài hát, hát trung tâm sử dụng bài hát, hát chủ kênh YouTube có bài hát để thực hiện. Nếu không có tác giả thì không có tác phẩm, mà nếu không có tác phẩm thì không có bài để chúng ta thực hiện để có cho giới thiệu đến người nghe. Thì tác giả là cái người cần phải được tôn trọng đầu tiên, mà tác giả là cái gốc, như chúng ta ví như gốc cây đó, gốc cây mà không được chăm bón phân bón cho nó tốt và được quan tâm thì quý vị không thể nào mà mong có hoa thơm trái ngọt để quý vị thưởng thức được. Đâm ra Huỳnh muốn đưa hình ảnh đó để quý vị thấy rằng tác giả phải có tác giả thì mới có tác phẩm, thì tác phẩm nó sẽ có rất nhiều cái thứ nó phát sinh sau đó, như ví dụ người phối âm, ca sĩ, rồi người hát bè, rồi những người làm truyền thông, sau đó nó mới tới tai người nghe được. Thì chúng ta, nếu chúng ta tất cả mọi người sống với cái ý thức và tôn trọng những cái điều cơ bản như thế, thì Huỳnh tin chắc rằng mọi thứ sẽ nó đi đến một con đường tốt đẹp, và chúng ta sẽ có một cái xã hội nó được công bằng và một cái hệ thống tốt đẹp để bảo vệ những cái quyền lợi đó cho các tác giả thân ca. Vâng, đó là trình bày của em anh Sadio. Dạ vâng, vâng, và tôi cũng xin phép được thay mặt các nhạc sĩ để nhấn mạnh thêm một lần nữa, đó là các nhạc sĩ ở đây, và tôi biết là hầu như các nhạc sĩ sáng tác thánh ca Việt Nam hầu như là chưa ai từng có cái ý tưởng là tôi sáng tác nhạc để kiếm tiền cả. Và cái hội tác quyền thánh ca ở đây là để bảo vệ cái quyền khi những bài thánh ca đó được sử dụng trong việc kiếm tiền, làm hay là làm ra tiền, để chúng ta như nhạc sĩ Huỳnh vừa mới chia sẻ, là chúng ta có thể chia sẻ lại được với người tác giả đó, để bằng một cách nào đó, ví dụ như người tác giả đó là một vị linh mục hay là một ma sơ hay là một thầy tu, thì họ có thể dùng cái tiền đó giúp trong những cái vấn đề mục vụ của họ, thì nó rất là tốt, hơn là lúc nào họ cũng phải đi xin, mà trong khi đó những tác phẩm của mình lại được những người khác đem ra kinh doanh và làm tiền. Vâng, kế tiếp tôi có thêm một cái câu hỏi như thế này là khi chúng tôi gửi ra những thông tin là hôm nay chúng ta sẽ có cái buổi ra mắt đó, thì một trong những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được nhiều nhất đó là về imprimatur, là được phép sử dụng trong nhà thờ. Thì không biết hai nhạc sĩ Huỳnh và Lý đã làm cái thư viện thánh ca, cái trang thư viện thánh ca lâu như vậy đó, thì cái vấn đề này như thế nào, và những bài hát mà các anh đăng lên cái thư viện thánh ca như vậy thực sự có được imprimatur hay không? Thư viện âm nhạc là cái nơi quy tụ và mục đích là để đăng tải những tất cả những bài hát thánh ca mà Huỳnh và anh Lý những lần về Việt Nam để sưu tầm mua những cuốn sách đó, thánh ca đó để mục đích chép lại, để chia sẻ cho tất cả những ca trưởng có cái nguồn để tham khảo. Và sau này, trước đây thì rất thoải mái thôi, thì với như anh Lý nó nói đó, mục đích là để chia sẻ cho mọi người sử dụng, làm cho dễ dàng lại vấn đề tìm bài hát. Nhưng sau này Huỳnh với một số người có quan tâm đến hoặc đề cập tới vấn đề imprimatur, và cộng thêm có nhiều họ đề cập tới cái vấn đề này nó khá nhiều hơn, thì em mới tạo một cái mục có tên là Thánh ca imprimatur, là để đăng lên tất cả những danh sách, những tựa đề bài hát thánh ca mà em được biết dựa trên những sách mà em sưu tầm em mua, và những tác giả mà lẻ tẻ cứ gửi về cho em, họ có họ xin được đó, họ gửi về cho em thì em lập tức em cập nhật liền. Để làm gì? Mục đích là để giúp cho họ có thể tra cứu được bài hát này
khi họ gặp những khó khăn, ví dụ một số vị sau này giao cha xứ hỏi bài hát, hỏi các trưởng là bài hát này đã được in chưa, thì các trưởng cũng ú ớ không biết bài này đã trình duyệt hay chưa. Thì ít nhất là trong khả năng của thư viện âm nhạc có thể cung cấp đó là cái mảng đó, cái mục thánh ca in room tour. Chứ còn thật sự mà nói có rất nhiều tài liệu, có nhiều danh sách mà em chưa có được cái đó. Vì vậy em cũng cũng tha thiết và kêu gọi, đã từng kêu gọi ủy ban tân nhạc và cha trưởng tân nhạc ở giám mục Xuân Lộc, nhưng mà cuối cùng cũng không có được 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 đáp lại. Thì em nói thôi, em đành làm trong những khả năng của em có mà thôi. Thì trong cái lời ngỏ của thư viện âm nhạc đó thì em cũng có nói cái cơ bản đầu tiên đó là tất cả các trường nên sắm cho mình những cái hành trang kiến thức cơ bản về thánh nhạc, để khi mình chọn bài hát mình nghe qua, mình cảm thấy rằng nó chỗ nào nó không ổn thì chúng ta nên tránh. Đấy, nên tránh. Còn cái nguyên tắc cơ bản nếu nữa muốn chắc ăn nữa thì nếu bài đó hát đó mình kiếm nó không chắc ăn được impromptu hay chưa, thì quý vị cái bước cơ bản mà luật nguyên tắc rất cơ bản đó quý vị có thể tham khảo và gửi qua cho linh mục chánh xứ hay cha quản nhiệm, ngài có thể ngài giúp xem có nội dung, bởi vì ngài là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trên tất cả những cái gì liên quan đến phục vụ trong giáo xứ của ngài. Thì đó là cái bước mà rất là căn bản để các trường có thể áp dụng cái nguyên tắc đó. Khi chúng ta đang 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 gặp những khó khăn về vấn đề tìm hiểu cái bài ca khúc đó đó đã được in bên mô tô hay chưa, thì cái đó là cái một bước các ca trưởng có thể làm vậy. Nhưng mà sau cái sự việc này, trong tương lai hội hội tác quyền tân ca ra đời thì nó là móc xích rất chặt chẽ với những bài hát của hội viên ở trong trong trang thiết âm nhạc. Thì lúc đó Huỳnh sẽ dựa trên những bài nào mà đã được in tour Huỳnh mới cho post thôi. Những bài nào mà Huỳnh biết không chắc chắn hoặc biết là không 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 chưa đã in chưa được in tour Huỳnh sẽ không đăng lên, để đảm bảo rằng là sau này tất cả những ai mà vô trang thiết bị này họ sẽ tự hiểu rằng bài này trong thư viện âm nhạc đã được duyệt rồi để yên tâm sử dụng. Vì thế qua đây Huỳnh cũng kêu gọi tất cả các ca sĩ và những ai có những danh sách đó nên cộng tác để mà chúng ta làm một cái hệ thống cho nó rõ ràng và yên tâm sử dụng cho tất cả các trường khắp nơi. Bởi vì ủy ban tân nhạc trong cuộc họp thường niên lần thứ 46, chính ủy ban tân nhạc cũng kêu gọi tất cả các trường khi chọn bài hát sử dụng cho phục vụ nên chọn những bài, thường nó nên thôi, mà trên nguyên tắc thì hiểu ngầm rằng đó là chuyện phải được im một tour thì mới được hát. Ta nên thì có thể là sự lựa chọn hên xui khó hay không tùy các trường quyết định, mà đây phải nói nó rất là nhẹ là nên thôi, mà thật sự là quý vị nên hiểu rằng đó ở trong cái màu ngoặc kép đó, ngoặc kép đó là tối thiểu phải có im một tour mới được hát trong nhà thờ. Thì đó là cái luật, đó là cái luật đó có một đèn thông qua vừa qua ủy ban tân nhạc đã host lên, nó nằm trong mục thứ nhất đó là trong phục vụ chỉ được sử dụng những bài ca đã được chuẩn nhận, tức là in room tour. Các nhạc sĩ tự giới thiệu tác phẩm mới trên internet có bổn phận ghi chú các chi tiết chuẩn nhận để giúp các ca đoàn thi hành chu đáo phận vụ của mình, là phân định chọn và hát các bài ca xứng hợp trong phục vụ. Thì đó là cái mà quý vị nên thấy cái tầm quan trọng của in room tour. Thì trang thiết bị âm nhạc và hội tác quyền tân ca sẽ làm cái việc đó trong tương lai, sẽ làm chặt chẽ hơn và sẽ chắt lọc ra những bài nào không có được phục và được sử dụng trong phục vụ thì sẽ tắt ra một con bên, để quý vị thấy rằng là yên tâm mà chọn cho các trường khỏi phải thắc mắc phân vân là bài này đã được hay là chưa in room tour.